Tôi nói cái này ông có biết không nè? Sao? Có nghĩa là một khi mà đứa con nít mà tới tuổi ăn á Ừ. là ông bà xưa ta kỹ lắm á. Mà ông có biết gì về vấn đề đó không? Kỹ là kỹ sao? Nghĩa là phải chọn người cho ăn rồi như thế nào để cho bé sau này cho nó dễ dãi rồi đó. À, ngày xưa thì người ta nói từ gì không biết, nhưng mà thời buổi bây giờ ta sẽ nói một từ là trộm vía. Trộm vía là gì? Ừ, trộm vía À là đúng trộm vía rồi. tốt, giống như là làm giàu cũng trộm vía làm giàu, lấy chồng giàu trộm vía lấy chồng giàu, lấy chồng lấy vợ đẹp cũng trộm vía lấy chồng vợ đẹp, chúng thấy ra cái gì người ta cũng trộm vía được hết À, dây à, chuyền rồi đúng nhưng không? người ta Ở trộm đây vía, đúng, người ta gọi đó. là trộm vía. Bây giờ ta gọi là trộm vía À. thì khi con bắt đầu cho ăn lần đầu tiên á thì người ta cũng trộm vía, đấy Ông mở là hàng đó đúng là người ta cũng chọn người cho ăn, hay là người ta kiếm một bé nào đó mà dễ ăn để trộm vía về cho con mình ăn nhanh nhiều chóng lớn. Thế ai cũng muốn con mình ăn nhiều, thấy con mình biếng ăn cũng buồn, nên cho nên mới chọn vía, à, là chọn một người chọn một bé à. nào mà ăn khỏe ăn mạnh ngoan hiền chọn vía cho con mình đó. Còn ông bà có sử dụng thêm một cách nữa, đó là cho ăn cá rô đồng, phải là cá rô đồng đàng hoàng. Anh biết cá rô đồng nó cũng có xương phải không? Trùm xương chứ. Đúng rồi, ăn cá rô đồng. Và anh biết cá rô đồng nó thuộc dạng là cái gì nó cũng ăn, nó không trừ thứ gì hết, Rồi dặn tạp á. giống như là nó chịu ăn đó đó. Người ta sẽ cho ăn, cái đầu tiên cho bé là cho bé ăn cá rô đồng. Ta sẽ bắt một cá rô đồng ta nướng lên, người ta dẻ một miếng thịt cho bé nhằn nhằn, Gì vậy? để cho bé thì tính con nít nhằn nhằn thấy những cái xương hay đồ gì á, không phải cái xương mà những cái cặn cặn giống như là ba cái đồ nướng mình còn vướng lại mấy cái cục đen đen gì đó, bé mình bé sẽ nhằn ra, bé sẽ nhằn ra để mục đích là để sau này bé có ăn cá ăn đồ thì bé sẽ đỡ bị móc xương, hóc xương. Là biết cách để mà tự lừa ra đó hả? Đúng rồi, cái mục đích là như vậy. Và cho ăn cá rô đầu tiên là mục đích là muốn dễ ăn giống như cá rô, tại vì cá rô là một cái vị của nó, là cái mùi nó hợp với tất cả, giống như là nó đồng hợp với tất cả, giống như những cái con vật khác, giống như cái mùi vị đồng hợp á. Bé ăn cá rô giống như là một mùi vị chuẩn, làm ăn quen cái vị nào với mấy vị kia là tương tự nhau, là bé có thể ăn hết được tất cả luôn. Thì thực sự cá rô đồng mà nó ăn tanh cũng được nè, ăn Ừ. thối cũng được nè, nó Ừ. ăn 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 cỏ, Ăn cỏ đúng ăn rồi đất, đó nha. ăn tức, nói chung là cái gì đó cũng ăn Đúng hết trơn rồi, ha. cho nên cái thịt của cá rô nó sẽ mang cái đậm chất là toàn vẹn của tất cả hương, giống lai lai, giống như thịt bò, thịt heo, thịt gà đều lai lai lai, giống hương vị giống như nhau. Đó, cho nên người ta sẽ cho bé ăn cái cá rô cái đầu tiên để cho bé dễ ăn hơn, sau này cho bé ăn thịt gà thì hương vị cũng tương tự như cái mùi cá rô bé dễ ăn hơn, cho ăn thịt bò cái mùi vị cũng tương tự giống như là mùi cá rô bé dễ ăn hơn, cho ăn rau không có một cái mùi cũng tương tự cá rô bé dễ ăn hơn, cái mục đích là như vậy đó. Nghĩa là cho bé ăn để cảm giác như là khai vị, đó là ăn cái rô là cái gì cũng ăn được, không có Đúng có rồi, bỏ. đúng rồi, giống thịt bò ăn ăn cỏ không, Đúng. thì cái hương bò nó khác hương heo đúng không, nhưng mà cái mùi cá rô ăn đôi khi nó chín thử, nó hai cái mùi thịt, mùi cá rô mà bò nó na ná nhau. Môi trường nào nó cũng ăn uống được. Đúng rồi, cho nên người ta sẽ chọn cá rô, tại vì cá rô một loại thịt, mùi cái mùi của cá rô nó là bao quát, cho nên người ta sẽ chọn cá rô cho bé ăn, cho bé dễ ăn, sau này bé cái gì bé cũng ăn được, ăn rau cũng ăn được luôn, đó là như vậy đó. Ông mới nói tôi tưởng là dạng như là nó là lấy cá rô ăn trộm ví cá rô. Tại sao mình không lấy như thịt bò cho bé ăn là sau này bé ăn thịt bò không? Hoặc là ông cho bé ăn vàng sau này bé ăn vàng không? Đó là nguyên nhân tại sao mà bé biết ăn là như vậy, đó là mọi người đã tập cho bé ăn một cái món gì đó là bé sẽ quen đúng một cái mùi đó. Thế tại sao bé, nhiều bé người ta bú sữa mẹ thôi, sữa khác người ta không bú, nhưng do đâu, đó cũng tương tự như vậy đó, À, là cái thói là quen. nó thói quen một cái khẩu vị đó, ăn như vậy rồi nó sẽ không ăn cái khẩu vị khác, nó lạ vì nó không ăn nữa, cho nên người ta thì đúc kết ra kinh nghiệm, người ta chọn cá rô đồng. Cá rô đồng là một cái hương vị khi thì nó nấu lên là nó đồng mùi với tất cả những cái thực phẩm hàng ngày chúng ta, rau rác thịt bò thì nó đồng màu, cho nên khi bé ăn cái hương mới hít vô miệng ngậm vô là các bạn ồ đúng 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 rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nó cảm giác cái hương vị nó hay ăn là ăn luôn. Thịt cá rau quả này đều đều được hết Đúng rồi, đủ. cho nên á người ta chọn cá rô đồng là vấn đề đó. Không, cũng hay nha, thấy đúc kết như ông bà xưa nhiều cái, tôi thấy nó còn đồng ý là nó gọi là cái cổ xưa đúng không, Đúng rồi. nó so với hiện đại là nó một trời một vực, nhưng Đúng rồi. mà đúc kết ngày xưa tôi nói là nó chính xác Đúng, nó hợp lý, người ta phân tích nhất. hợp lý mà. Đúng rồi, nếu mà lý giải ra, nếu mà ông nãy mà ông nói lý giải là con cá rô nó có nhiều mùi vị là tôi không biết luôn Mà người ta phân tích cho nên người ta mới chọn cá rô đồng. Nó là như á. vậy. À, tại sao ông chọn cá ngừ? Cá ngừ nó khác, cái mùi nó khác, cái mùi cá ngừ cái mùi nó khác hẳn luôn Đúng rồi. á. Ừ, nó khác hẳn. Đủ giờ là mới biết luôn, ông ta thắc Nhưng mắc. mà anh hỏi cái mùi cá rô, anh hỏi cái mùi cá ngừ nó là dễ. Nó là như vậy, đó là mình tập cho bé một cái khẩu vị là đa dạng đó.
Mục đích là tạo bé một khẩu vị đa dạng, mà chính con cá rô, thịt cá rô nó chính là một khẩu vị đa dạng cho bé. Đúng rồi, môi trường nào nó sống cũng được. Đúng rồi. À thôi đi làm đi đó, em chia sẻ với mọi người nha, chúc mọi người xem video bye bye.